Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, hôm nay Steven có cơ hội đi ngang cái một khu đô thị mới, River Edge. River Edge là một builder của Taylor Morrison. Mấy tuần trước Steven có post một cái video một trong cái khu nhà mà 55 tuổi trở lên đó, thì cái chỗ này thì chỗ đó chỉ dành cho những người có gia đình, có một người 55 tuổi trở lên. Thì cái khu này nó build một cũng tương tự, cái nhà cũng tương tự như vậy, mà nó không có limit là mình bắt buộc phải có gia đình, phải có một người 55 tuổi trở lên. Thì gia đình khu này ai cũng mua được hết trơn á. Có một cái là cái giá nó tương đối hơi cao, tại khu này là cái nhà đội luxury đó cô chú anh chị. Thì sẵn cái builder này nó chưa có đăng lên báo, hay là nó chưa có advertise lên để bán nhà, mà Steven có cơ hội đi ngang đây rồi quay cái location để cô chú anh chị nào mà có điều kiện để mua nhà, là muốn đang hiện tại đang ra tìm để mua nhà, thì để biết cái khu này để mình người đầu tiên đi vô để chọn căn nhà và như ý cho mình. Thì lúc đầu mình vô mình mua lúc đầu thì lúc nào nó cũng rẻ hơn cái khúc mà khi mà nó cái market demand cao hơn. Thì khu này cũng nằm ở trên 56. 56 là một con đường huyết mạch của Wesley Chapel, nó cắt ngang từ I-75 qua tới I-4, nghĩa là con đường I-4 đi tắt qua bên Orlando của chú anh chị. Thì cái 56 này cái chỗ này nó không xa, nó nằm ngang ngang chỗ cái Summerstone Community bảo hiểm mà Steve mình có quay cái nhà từ 200-300 trở lên đó. Thì cái căn thì Community nó nằm ngang cửa của đó thôi. Hiện tại nè, sau lưng của Steven là River Edge. River Edge phía sau phải không? Thì nó nằm phía bên đường bên kia là Summerstone. Nó cũng đang xây cất nhà bên đó. Những cô chú nào mà không có điều kiện mua căn nhà mà từ khoảng 300-350 trở lại đi qua khu bên Summerstone. Nếu ai mà muốn căn nhà sang hơn á thì đi vô khu River Edge. River Edge nó mới vừa bắt đầu xây nhà thôi. Thì ở trong này nó có những cái làn cây cổ thụ rất là cao rồi cô chú anh chị. Cây cổ thụ này có nói là hàng trăm năm á, thì nó xây nó giữ lại cái nguyên thủy của cái những cây cổ thụ này luôn. Thì cái cổng vào nó rất là đẹp. Để Steven vòng đi vô quay vòng cái trong này cho cô chú và anh chị xem nha. Một tí nữa Steven sẽ để các thông tin của builder hoặc cái location để cái địa điểm của cái chỗ này nó bán, để cô chú anh chị vô đó mình research, mình tìm một căn nhà như ý cho mình. Hiện tại tại vì nó cũng chưa có advertise, Steven cũng không có thông tin gì nhiều không? Steven chỉ biết được là cái địa điểm của nó thôi, hoặc cái builder tên gì. Một tí nữa Steven sẽ để cái thông tin của cái builder ở dưới trên cái màn ảnh video á, thì cô chú anh chị chỉ theo dõi cái đó. Để theo anh, cái chỗ này là Wesley Chapel, nó nằm ở vịnh Tampa Bay ở Florida. Thì cô chú nào có hỏi mình lần trước là có nhờ Steven đi tìm nhà, thì hôm nay Steven cũng thông báo cho mọi người luôn là Steven làm gì nghề IT, nên Steven không có giúp cô chú anh chị đi tìm nhà được nha. Chỗ này là chỉ Steven để làm video YouTube thôi. Thì sẵn đó truyền tải những thông tin cho cô chú anh chị nào đang tìm nhà cho gia đình mình, hoặc là muốn di dời về Florida sống, thì Steven để quay sơ cái cảnh chỗ này cho cô chú anh chị xem để biết. Ok, đây là cái cổng vào, ở ngoài nó vô có chiếc truck nó chở, giống như là nó chở đồ vô để xây nhà của chú anh chị. Ở trong này nó có những cây cổ thụ này, nó làm cái cổng vào rất là hay. Bên đây là cái cổng ra nè, nó có cái rồi nó tự động luôn nha. Bên đây là cái cổng vào, một bên ra bên vào. Thì chính giữa này nó có một hàng cổ thụ rất là cao, to lớn lắm. Mà mình cũng công nhận tụi builder nó hay cái là nó xây con đường cong cong quẹo quẹo thôi, cái cây đó nó không cần phải đốn cái cây để bỏ. Thì giữ cái cây này nó làm cái cảnh quan cho cái khu đô thị này rất là nổi bật lên. Những cái nữa cho cô chú anh chị nào mà ở xa đang cần tìm realtor á, thì nếu cần thì có thể liên lạc với Steven giới thiệu cho bạn bè để giúp cô chú anh chị để tìm một căn nhà như ý cho mình ở Tampa, Florida nha. Bản thân của Steven thì không có làm gì nghề real estate, chỉ làm Steven làm gì nghề IT. Rồi giống như là YouTube là một đam mê thôi, mình làm cho vui thôi không? Rồi để truyền tải thông tin về cuộc sống của Florida cho mọi người xem thôi. Ok, để Steven quay sơ lại cho mọi người xem, hãy theo chân Steven theo tiếp nha. Ok.
Cô chú anh chị và các bạn, đây là cái cổng vào của cái khu đô thị River Edge. Để Steven chạy vô tới cái model home cho mọi người xem cái chỗ model home. Thì bây giờ hiện tại nó có cất có 2 căn thôi, mà nó chưa có xong. Thì nó đang hình thành cái văn phòng. À, đây là cái cổng vào. Nó có nhiều cây cổ thụ rất là to. Cây mấy cây oak tree này nhất ngàn cả nhà hàng trăm năm á cô chú và anh chị. Thì họ xây một cái vùng binh đi vô kiểu này. Cái vòng cung đi vô này. Đi vòng vòng cái cây cổ thụ đó mình không có, nên họ không có cái đúng cái cây đó quá rất là bự và đẹp, nó bao che bóng mát cho cái cổng vào, nhìn thấy là rất là đẹp. Thì cũng như khu từ 55 tuổi trở lên của chú anh chị thì cái khu này họ cũng xây nhà dạng giống như là nhà mái ngói hết. Thì và hạng sang thì cô chú và anh chị có thể tìm hiểu thêm về cái khu này. Thì Steven cũng chỉ quay cái sơ phía ngoài thôi, là hiện tại họ chắc là họ chưa có cho mình vô đâu, mình cũng quay sơ cho mọi người xem thôi. Đó. Đây là cái khu đất trống ở ngoài này. Hiện tại ngoài đó là chưa có căn nhà nào xây chứ nha, chỉ có cái model home thôi nè. Cái website của họ để là riveredgetm.com. TM là Taylor Morrison đó cô chú và anh chị. Còn đây là cái văn phòng của họ, nghĩa là Sales Information Center Hours, nghĩa là giờ mở cửa từ thứ hai tới thứ bảy thì từ 10 giờ sáng tới 6 giờ tối, và chủ nhật thì từ 12 giờ tới 6 giờ chiều. Số điện thoại là 866-495-6006. Thì cô chú anh chị nào muốn đang tìm mua nhà ở Tampa, Florida, hoặc đặc biệt là khu Wesley Chapel, Florida, thì hãy tìm đến cái website, cái trang mạng này và gọi cái số điện thoại này. Một tí nữa sẽ hiện lên cái màn hình đó, thì cô chú anh chị có thể tìm hiểu thêm. Hiện tại thì giá nhà Steven cũng chưa biết nó bán làm sao không, tại nó mới để lên thì cũng chưa có thông tin gì nhiều. Thì trong cái website cái model, của cái căn nhà này á, là Humbert, 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm, một cái phòng để học, 3 chỗ đậu xe và 3.502 square feet. Yeah. Cái model là tên đó đó. Thì nhà này thì theo Steven thấy chắc nó không có rẻ đó, cái nhà nó rất là lớn rồi cô chú và anh chị. Đây là phía ngoài nè. Thì cái model home, hiện tại cái model home thì mình không thấy cái parking. Thì tương lai là cái chỗ này là parking này, tại vì đây là cái văn phòng nên họ chế cái parking nên là đậu dài xe thành cái văn phòng. Thì cái nhà thật sự cái nó đây đây một hai chỗ đồ xe, bên kia một chỗ đồ xe nên là ba chỗ. Còn đây là phía ngoài của cái căn nhà. Biết cô chú anh chị nào có đi về giống như Mexican Cancun được không? Thì cái căn nhà này nó xây cái dạng giống như là trên kia nó có cái lan can, nhìn thấy cũng đẹp lắm. Nó hơi lạ lạ phải không? Đó. Mọi người thấy bên hông chưa? Cái nhà nó rất là dài phía sau. All the way to the back. Thì phía dưới bên kia nó có một cái hồ không? Thì cái nhà này nó xây bên đây. Thì cô chú anh chị cũng thông cảm nghe, tại vì cái nhà này nó mới xây là giống như cái dạng mẫu thôi, cũng chưa có hình thành. Cái mẫu nhà bên đây mà có cái lan can cao cao này cô chú anh chị. Cái model của nó là Acadia, 4 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm. Có thể làm thành 4 phòng rưỡi tắm. 2 hoặc 3 chỗ đầu xe thì 3.992 square feet. Nhà này bự hơn cái nhà bên kia. Đương nhiên cái bự hơn này cũng có cái giá rất là bự. Nhà bự thì giá nó đi theo cái giá nhà nó đi theo với
chiều rộng của cái nhà hoặc cái chiều sang của cái nhà đó. Rất là to nghe cô chú và anh chị. Vậy thôi, hiện tại Steven chỉ quay ở ngoài thôi, thì ở trong văn phòng của họ họ đang xây cái model home mà nó đóng cửa lại, nó không cho người ta vô. Nhiều khi mình cũng dám vô để cái bản trespass tổ bố ở Mỹ này cũng, mình cũng theo cái lực đó không, cái trespass thôi quan trọng lắm, mình đi vô lỡ người ta gọi cảnh sát, người ta bắt mình cái là xong hàng. Nè, cái nhà này đặc biệt cũng cả hai xây nó có cái giếng trời ngộ quá. Hiện tại Steven chỉ quay ngoài quay vô thôi, chưa vô trong nha. Đó, chỉ nhìn là mình nhìn lén vô thôi. Thầy cô chú anh chị chỉ mở cái cổng ngoài thôi, cái cửa trong nó khóa lại, nó không cho mình vô. Là mình cũng dám, khi nó cho mình vô mình cũng dám vô, nó vô bậy bạ cái nó bắt mình sao không. Nó gọi cảnh sát thì hơi mệt lắm. Ở vậy nghe cô chú anh chị, thông tin chỉ có bấy nhiêu thôi, thì khi họ cái văn phòng họ mở thì Steven sẽ ghé qua lần nữa để quay lại cho mọi người xem phía trong, thì hiện tại chỉ quay phía ngoài thôi. Thì cô chú anh chị nào đã xem video của mình cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi bấy lâu nay nha. Thì cô chú anh chị nào có cần thông tin của Realtor mà để giúp mua nhà ở Western Chapel hoặc Tampa Florida thì có thể liên lạc qua email của Steven để phía dưới, hoặc mình sẽ cho cái số điện thoại của một người Realtor uy tín để giúp cho cô chú anh chị mua căn nhà ở Tampa Florida. Bản thân của Steven thì không có làm về nghề mua bán nhà. Steven chỉ làm video về đời sống của Florida thôi. Đây nè, để Steven quay cái cổng ra nè. Còn bên kia là cái hai cái model home nãy Steven đã quay sơ phía trước cho mọi người xem đó. Nhà khu này rất là lớn nha cô chú và anh chị. Nếu ai có điều kiện thì cũng nên mua một căn để hưởng thụ chứ. Mà nếu mình vô sớm được cần chừng nào thì cái giá nhà mình có thể mình mua rẻ hơn chừng đấy. Mình đợi trễ mà khi cái nhà nó gần sell out thì nó lúc nào cái giá nó cũng cao hơn. Thì mọi người, có nhiều người cũng có nói với Steven là thôi xem để sau này đi vô mình mua cái model home, không cần xây bây giờ. Thật sự khi cái model home mình nhìn rất là đẹp, mà khi mình mua mà nó đâu có bán liền cho mình đâu. Thì cái khu này nó hoàn thành hết rồi, nó bán hết tất cả nhà rồi, nó bán cái model home mình lúc đó nó bán cái giá của thị trường của cái lúc đó thôi. Thì bây giờ căn nhà bây giờ là giống như 500 ngàn đi, thì 2 năm nữa nó lên 700 ngàn. Thì cô chú và anh chị phải cất một căn nhà đó hoặc mua một căn nhà mẫu đó là 700 ngàn, chứ không phải là mua một căn nhà của 500 ngàn của 2 năm trước. Ok, Steven quay lần cuối phía ca. Đây là cái cổng ra mới vào nha. Khu này nè. Và mọi người nhớ là cái khu này là khu River Edge. Ok, bye bye nghe mọi người. Steven phải chạy về nhà thôi, tại giờ sáng giờ đi vòng vòng lum la chứ. Ok, bye bye và hẹn mọi người ở một video kế tiếp nha. Bye bye. Happy and again. Happy Memorial Day, ngày thứ hai nghỉ. Hy vọng ngày thứ hai Steven có thời gian đi quay phim tiếp chứ mấy tuần nay cũng hơi bận quá. Cảm ơn mọi người đã xem video. Và hẹn gặp lại nha.